sau đây anh em tôi sẽ đập hộp sản phẩm Carofi U03 của công ty cổ phần Carofi. Và bây giờ đây là một trong những dòng sản phẩm máy để gầm rất là ưa chuộng của năm 2021, thiết kế rất là nhỏ gọn, rất xinh xắn. Bây giờ quy trình bỏ các lõi lọc thô ra và chúng tôi sẽ lắp lại các lõi lọc thô. Máy để gầm bây giờ thiết kế rất xinh xắn, dễ dàng và tiện dụng. Nhà mình đang tưới nước cho mát hay sao đúng không? Hay nhà bên cạnh? Không, nhà bên cạnh. Vâng. Tay công. Tay công rất xinh xắn. Siết hết lại. Lắp chân cho máy U03 để làm sao cho cái thân máy được giữ chân máy được giữ lâu hơn. Công năng đi ra quạt điều hòa đâu? Về rồi. Quy trình lắp dây đầu vào và dây đầu ra. Lắp dây nước thải. Dây bình áp. Dây ra vòi cổ ngỗng, vòi màng dầu ô. Và bây giờ là lấy nước đầu vào. Ok, thật tuyệt vời. Một trong những dòng máy rất nắp rất nhanh gọn, rất tiện dụng, rất đẹp. Quy trình lắp vòi cổ ngỗng cho máy lọc nước. Đây là cái chậu, ta sẽ đưa cái vòi cổ ngỗng thông minh vào trước. Và bây giờ để tôi giữ. Anh vào đây, anh vào đây. Một tay đẩy đốc, một tay vặn đằng trước. Nếu mà trong trường hợp khó quá thì hãy nhờ một ai đó vặn ở trên để cho bạn giữ con ốc ở dưới. Ok. Máy U03 đã xong và bây giờ chúng tôi đã lắp bình áp và đã đưa máy gọn rất gọn vào bên trong.
mọi người có những câu hỏi hay có những cái câu hỏi gì hoặc có vấn đề gì hoặc là gì chưa hiểu về dòng sản phẩm máy U03 thì hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp mọi người. Mọi người có thể bình luận hoặc có những câu hỏi gì phía dưới để chúng tôi có kinh nghiệm để trưởng thành hơn trong ngành lọc nước của máy lọc nước nói chung và cũng của tập đoàn của hãng Cadofi. Và bây giờ hành trình đã xong rồi thì mọi người có thể xả đi, mà nó mới lắp thì có thể xả đi 30 lít nước đầu tiên. Xả đi 30 lít để lấy những xả đi 30 lít nước để những cái vật cứng, vật bột của những cái lõi khoáng chất tạo thoáng bên trong. Được không? Rồi, rất xinh xắn luôn. Mọi người có những câu hỏi, có những bình luận gì hay mong muốn dùng sản phẩm này thì hãy inbox hoặc là alo cho chúng tôi được tận tâm và nhiệt tình nhất. Ok mọi người nhớ nhấn chuông thông báo xe hoặc là đăng ký kênh cho Tuấn nha. Ok.